không nghĩ cái chuyện như vậy mà dẫn đến cái hành trình cái việc mà xung đột, dẫn đến việc mà cãi vã lẫn nhau. Đấy, thì trong phong thủy ấy, một trong những cái lỗi phạm mà chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta không nên để cái đồng hồ ở phía chiếu về phía giường ngủ chúng ta. Bởi vì cái đồng hồ ấy, nó luôn luôn có một cái chiều hướng nó chuyển động, nó tạo ra những cái khí không tốt, tạo ra những cái khí không tốt ảnh hưởng trực tiếp đến những người ở trong cái phòng ngủ. Và đặc biệt mà một trong những trường hợp mà tôi nghiệm chứng nhiều nhất ấy, đó là cái trường hợp mà vợ chồng sẽ dẫn đến tình trạng bất hòa lẫn nhau. Chào các bạn, trong video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về một câu chuyện thực tế mà tôi trong tuần vừa qua đi tư vấn phong thủy cho một nhà khách hàng. Thì trong tuần vừa qua thì nhận lời mời của một khách hàng thì tôi cũng đã đi tư vấn phong thủy cho một khách hàng. Thì sau khi đã kiểm tra tổng quan về phong thủy của cả căn nhà và sau đó đến phòng ngủ thì tôi có phát hiện ra một trong những cái lỗi mà có thể là ít người để ý hoặc là ít người quan tâm đến vấn đề này. Thì cái lỗi phong thủy đó là khi mà chủ nhà bố trí ở trong phòng ngủ mọi thứ đều rất ok rồi. Tuy nhiên có một cái lỗi như thế này, đó là họ bố trí một cái đồng hồ treo để tiện cho việc xem giờ, để tiện cho việc mà theo dõi cái giờ đi làm cho đúng giờ. Thì bố trí cái đồng hồ đó nó lại nằm ở cái vị trí mà ngang chiếu sang giường. Đó, thì tôi muốn hỏi là ngay đó là khi mà bố trí cái đồng hồ ở cái vị trí này thì dẫn đến việc là vợ chồng thường xuyên là bất hòa, thường xuyên là cãi vã lẫn nhau. Thế thì chủ nhà cũng có phản hồi rằng thì đúng là như vậy, là bình thường thì họ cũng không để ý đến cái chi tiết này. Cũng như là sau khi mà chuyển vào cái ngôi nhà này ở ấy, thì là có được một cái người bạn tặng tân gia ấy, cho một cái đồng hồ như vậy thì cũng thấy rất là đẹp và đã treo ở cái vị trí trong phòng ngủ để tiện cho cái việc mà theo dõi giờ giấc đi làm để không bị muộn. Đó, thì từ khi mà họ bảo là treo cái đồng hồ ở vị trí đó thì vợ chồng là nhiều khi là có những cái chuyện mà dẫn đến bất hòa, có những cái chuyện mà dẫn đến vấn đề mà cãi vã lẫn nhau không mong muốn. Nhiều khi là họ chia sẻ rằng là không nghĩ cái chuyện như vậy mà dẫn đến cái hành trình tình cái việc mà xung đột, dẫn đến việc mà cãi vã lẫn nhau. Đấy, thì trong phong thủy ấy, một trong những cái lỗi phạm mà chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta không nên để cái đồng hồ ở phía chiếu về phía giường ngủ chúng ta. Bởi vì cái đồng hồ ấy, nó luôn luôn có một cái chiều hướng nó chuyển động, nó tạo ra những cái khí không tốt, tạo ra những cái khí không tốt ảnh hưởng trực tiếp đến những người ở trong cái phòng ngủ. Và đặc biệt mà một trong những trường hợp mà tôi nghiệm chứng nhiều nhất ấy, đó là cái trường hợp mà vợ chồng sẽ dẫn đến tình trạng bất hòa lẫn nhau. Nếu như bạn nào ấy mà ở trong phòng ngủ thì chúng ta cũng không nên là dùng những cái đồng hồ mà nó có tiếng kêu, mà khi nó chạy cái tiếng tích tắc ấy. Thì khi mà có tiếng như vậy thì khiến cho những người ở trong phòng ngủ cũng rất là sốt ruột, và nhiều khi là ngủ không được ngon giấc, hãy ngủ không được sâu giấc, dẫn đến tình trạng ngày hôm sau dậy là làm việc rất là uể oải, rất là mệt mỏi. Đó, và đồng hồ ấy, khi mà các bạn muốn treo thì các bạn nên treo quay ra cái vị trí mà cái hướng cửa vào ấy là cái vị trí hướng đón khí ấy. Đó, chứ không nên, chúng ta không nên treo ở vị trí mà chiếu ngang với lại cái giường ngủ chúng ta, cũng không nên treo ở vị trí trên đầu giường ngủ chúng ta. Chúng ta nên treo ở vị trí hướng phía ra phía có cái khí, cái sự thông khí ấy, cửa vào chẳng hạn, ví dụ như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Và tốt nhất là nên tránh, là không nên dùng những đồng hồ có tiếng kêu ở trong phòng ngủ, bởi vì các bạn hình dung là khi đêm xuống yên tĩnh ấy, thì tiếng đồng hồ các bạn hình dung là nó sẽ kêu rất là lớn, đúng không ạ? Rất là lớn, ban ngày có thể không sao nhưng mà buổi đêm thì rất là lớn, và đây là một trong những nguyên nhân chính để gây ra những bất hòa. Thì trong video hôm nay thì là hy vọng có thể giúp được những ai mà đang treo cái đồng hồ trong phòng ngủ, các bạn nên tránh cái điều này để tránh lên những cái sự bất hòa về gia đạo không đáng có, tránh cái việc mà vợ chồng hay dẫn đến những xung đột cãi vã lẫn nhau. Thì rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà theo dõi video của tôi trong ngày hôm nay. Nếu như bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ like và đăng ký kênh để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh YouTube Tuấn Phong Thủy trong thời gian vừa qua. Nếu như các bạn có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến lĩnh vực về phong thủy thì hãy nhắn qua số Zalo trên màn hình
hoặc kích vào đường link Zalo bên dưới phần mô tả thì tôi sẽ hỗ trợ giúp các bạn giải đáp những cái vấn đề, những cái thắc mắc. Và đừng quên hãy ấn nút đăng ký và ấn thông báo hình quả chuông để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.